Chào mừng các bạn đã quay lại với giáo trình làm web không lập trình với chi phí không đồng. Và trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng một cái bài viết trên website như thế nào. Đầu tiên thì các bạn quay lại với cái màn hình quản trị của mình. Và ở đây thì chúng ta sẽ vào cái mục là bài đăng. Các bạn sẽ nhấp phải và sẽ chọn là mở liên kết trong một cái tab mới để không làm ảnh hưởng đến cái trang quản trị của mình. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục là bài đăng mới. Thì tùy vào cái nội dung website của bạn mà chúng ta sẽ có cái hệ thống bài viết. Thì ở đây để làm ví dụ minh họa cho các bạn một cái bài viết như thế nào, thì mình sẽ chọn một cái trang website, một cái website bất kỳ để có thể lấy nội dung của một cái bài đăng. Ở đây mình sẽ chọn cái trang là tinh tế.vn và mình sẽ vào một cái bài viết bất kỳ cho các bạn xem. Rồi mình sẽ vào cái bài viết này. Thì để lấy được cái nội dung của cái bài này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên trên cái bài viết thì nó sẽ có một cái tên tựa đề, tên tiêu đề. Do đó mà các bạn cần phải có cái tên tiêu đề, đây chính là thành phần bắt buộc của một cái bài viết. Mình sẽ copy một cái tiêu đề. Và các bạn sẽ dán vào đây. Kế tiếp nữa đó là chính là cái nội dung của cái bài viết, thì chúng ta sẽ copy copy cái nội dung bài viết. Và chúng ta sẽ dán lên bài viết của mình. Như các bạn thấy trên cái bài viết này thì người ta cũng đi lấy cái nội dung trên một cái trang có tên gọi là ASUS và người ta dịch ra, người ta biên tập lại, người ta đưa lên cái hệ thống website của người ta. Do đó mà sau này cái website của bạn thì các bạn cũng có thể lấy những cái bài viết của những cái trang khác và biên tập lại để có thể có được cái bài viết trên website của mình. Các bạn có thể vào những cái trang tiếng Anh để dịch ra lấy cái bài viết của họ và biên tập lại theo cái ngôn ngữ của các bạn để có được một cái bài viết của riêng mình. Về cái phần hình ảnh thì các bạn có thể là lên Google hoặc là trên cái website đó thì nó cũng sẽ có những cái hình ảnh, thì chúng ta cũng có thể biên tập lại để có thể làm lại ra cái bài viết của mình. Sau khi mà các bạn đưa được cái nội dung vào rồi thì chúng ta sẽ có một số cái tùy chỉnh để cho nó đẹp hơn. Thứ nhất là các bạn phải canh lại cái dòng cho mình. Ở đây thì nó đang canh theo cái canh lề trái, do đó mà nó không đẹp, thì chúng ta sẽ canh đều hai bên bằng cách là các bạn sẽ tô chọn tất cả các nội dung của bài viết. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào mục này và chúng ta sẽ chọn là canh đều hai bên. Như thế này thì các bạn thấy là nó đã đẹp hơn rất là nhiều. Và trong một cái bài viết nữa thì thường nó sẽ có những cái tiêu đề của cái nội dung. Tiêu đề của nội dung của từng cái đoạn bài viết. Thì các bạn muốn đánh tiêu đề cho cái nội dung nào thì các bạn sẽ đánh cái tiêu đề lên phía trước. Và ở đây thì mình sẽ tạm đặt cho nó một cái tiêu đề các bạn nhé. Sau khi các bạn đánh cái tiêu đề cho cái đoạn này rồi thì chúng ta sẽ tô chọn nó lên và chúng ta sẽ chọn là tiêu đề con như thế này. Đây, tiêu đề con nha. Và trong một bài viết thì thường phải có nhiều cái đoạn, do đó những cái đoạn đó thì các bạn nên đặt cho nó một cái tiêu đề từ 2-3 cái tiêu đề trên một cái bài viết, tránh trường hợp các bạn tạo một cái bài viết nó như thế này nha và không có tiêu đề thì nó rất là dở. Mình sẽ tạo tiếp cho nó một cái tiêu đề khác. Đây, mình sẽ copy cái này để làm cái tiêu đề. Thì các bạn tùy vào cái nội dung thực sự của bài viết mà chúng ta sẽ chọn cho nó một cái tiêu đề, giống như trong cái nội dung của một cuốn sách gì đó. Mình sẽ chọn là cái tiêu đề con nha. Đây, và mình sẽ chọn cho nó một cái tiêu đề cuối cùng. Rồi sau khi mà xong một cái bài viết rồi thì các bạn sẽ chọn ở cái mục là xuất bản.
Trước khi xuất bản thì chúng ta cũng có thể là xem trước cái bài viết của mình như thế nào bằng cách là chúng ta sẽ nhấp vào đây. Thì đây chính là cái nội dung bài viết của các bạn ha, nó rất là đẹp, rất là đẹp. Tuy nhiên nó còn thiếu cái hình ảnh và cái video nữa. Thì trong cái bài tiếp theo thì mình sẽ lần lượt hướng dẫn cho các bạn những cái nội dung đó. Rồi sau khi mà các bạn xem trước và thấy là cái nội dung này nó đã đẹp, đã ổn rồi thì chúng ta sẽ qua bên này và chúng ta sẽ chọn là xuất bản. Như vậy là chúng ta đã có bài viết đầu tiên trên cái website của mình. Và bây giờ xin mời các bạn quay lại với cái nội dung chính và chúng ta xem thử bài viết đó xuất hiện như thế nào trên cái website của mình các bạn nhé. Bằng cách là chúng ta sẽ lót lại trang web của mình. Thì các bạn thấy là website đã thay đổi và đây chính là bài viết đầu tiên của các bạn trên cái hệ thống website. Và như thế thì các bạn cứ viết và viết nhiều bài nữa thì những cái bài khác thì nó sẽ lần lượt sẽ nằm ở phía trên của cái bài này và cái bài này nó sẽ được đẩy xuống dưới. Như thế thì các bạn sẽ có một hệ thống bài viết rất là nhiều trên hệ thống website của mình. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái bài tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ đưa hình ảnh vào trong cái bài viết của mình như thế nào. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.